Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi đồng loạt tăng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Người chăn nuôi cũng nhen nhóm niềm vui khi giá heo của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn tiếp tục có xu hướng tăng. Kéo theo đó, giá heo hơi ở trong dân cũng có xu hướng tăng theo. Đặc biệt ghi nhận trong ngày hôm nay, cả ở các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng như một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi đều có xu hướng tăng. Ghi nhận trong ngày hôm nay, một số địa phương như Hưng Yên, Hải Dương hay là đối với tỉnh Thái Bình có mức giá bình quân từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Ngưỡng giá mới xuất hiện ở một số địa phương thuộc khu vực Trung Du và miền núi, đặc biệt khu vực Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang. Trong ngày hôm nay, một số nơi đã xuất hiện mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Tuy đây chưa phải là mức giá phổ biến, nhưng khi có ngưỡng giá này thì chắc chắn các địa phương khác cũng sẽ có xu hướng tăng trong những ngày tới. Trong ngày hôm nay, các địa phương ở khu vực Trung Du như Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ phổ biến trong khung giá từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg và có tăng nhẹ thêm 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Nhiều địa phương ở khu vực vùng cao trong ngày hôm nay cũng có xu hướng bứt phá, đặc biệt một số địa phương ở khu vực Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai hay là đối với tỉnh Quảng Ninh. Mức giá 52 cho đến 56.000 đồng xuất hiện ở các địa phương này. Ngay như các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu và Điện Biên trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khung giá từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi phục hồi khiến người chăn nuôi vô cùng vui mừng trong những ngày qua và ở phần lớn các địa phương, giá heo đã vượt qua điểm hòa vốn và người chăn nuôi đã bắt đầu có lãi. Bởi lần đầu tiên, từ đầu năm cho đến nay, giá heo hơi đã tăng vượt mốc 56.000 đồng trên 1 kg. Đây là một cột mốc quan trọng đối với nhiều người chăn nuôi vì đánh dấu giá bán vượt giá thành và xu hướng tăng sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trên khắp cả nước trong ngày hôm nay. Các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt là một số địa phương ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Khu vực Bắc Trung Bộ có xu hướng tăng nhẹ thêm 1.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt khi nhận Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong ngày hôm nay phổ biến trong khung giá từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay phổ biến trong khung giá từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Tại các tỉnh ở khu vực miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay mức bình quân tăng từ 1 cho đến 2 giá, ghi nhận Quảng Nam, Đà Nẵng hay là khu vực Quảng Ngãi trong ngày hôm nay bình quân từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên, Khánh Hòa hay là đối với tỉnh Bình Định cũng xuất hiện mức giá 54.000 đồng ở nhiều địa phương. Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng có xu hướng phục hồi mạnh, mức giá 54 cho đến 55.000 đồng xuất hiện khá phổ biến ở các tỉnh thuộc khu vực này. Ghi nhận Gia Lai, Kon Tum hay ngay như Lâm Đồng và Đắk Lắk cũng đã có mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Và trong ngày hôm nay, khung giá phổ biến là 52 cho đến 55.000 đồng ở các địa phương. Sau khi các doanh nghiệp chăn nuôi tăng giá heo hơi bán ra, giá heo hơi ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay cũng đồng loạt có xu hướng tăng. Một số nguồn tin cho biết, công ty cổ phần chăn nuôi CP miền Nam tiếp tục tăng giá heo thịt bán ra ở các tỉnh này thêm 1.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Chính vì vậy mà giá heo hơi trong ngày hôm nay nhiều nơi cũng đã ở mức 56.000 đồng trên 1 kg là cao nhất. Ghi nhận, một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là khu vực Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 52 cho đến 56.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương, Bình Phước có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ, mức giá 53 cho đến 55.000 đồng cũng xuất hiện ở nhiều địa phương. Ngay như tại thủ phủ chăn nuôi heo ở khu vực Mỏ Cày Nam của tỉnh Bến Tre, hộ chăn nuôi báo giá 54 cho đến 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Hay đối với khu vực Tân Hiệp của tỉnh Kiên Giang trong ngày hôm nay, heo đẹp ở mức 54 cho đến 55.000 đồng, xấu thì ở mức 51 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Trong ngày hôm nay, tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, sức tiêu thụ khá tốt. Và giá heo hơi cũng có xu hướng tăng, có những thời điểm dòng siêu ba máu loại 1 trong ngày hôm nay tại chợ đã bán được với mức giá 57.000 đồng trên 1 kg, heo đói thậm chí còn ở mức giá 58.000 đồng.
Theo các thương lái tại chợ cho hay, nếu đà tăng cứ tiếp tục diễn ra như thế này, thì mức giá 60.000 đồng trên 1 kg tại chợ đầu mối sẽ xuất hiện trong những ngày tới. Chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc ghi nhận trong ngày hôm nay, Hà Nội phổ biến mức giá từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội như Ba Vì có mức giá 54.000 đồng, Phúc Đan Phượng phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên những đàn heo đẹp trong ngày hôm nay bán với mức giá 55.000 đồng, sấu thì ở mức 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình có mức giá bình quân từ 52 cho đến 55.000 đồng. Hải Dương, heo đẹp, dao động từ 54 cho đến 56.000 đồng, sấu thì thấp hơn khoảng từ 1 cho đến 3.000 đồng tùy loại. Hà Nam có mức giá bình quân từ 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh thậm chí trong ngày hôm nay đã xuất hiện mức giá 56.000 đồng và dao động ở mức 53 cho đến 56.000 đồng. Nam Định bình quân từ 52 cho đến 54.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay nhiều nơi báo giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng có mức giá bình quân từ 52 cho đến 54.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở cục Trung Du và miền núi như Thái Nguyên có mức giá 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Bắc Giang dao động 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay cũng ở mức 53 cho đến 56.000 đồng. Đây là một trong những khu vực có mức giá cao ở thị trường miền Bắc hiện tại. Tuyên Quang phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Trên địa bàn Lạng Sơn trong ngày hôm nay cũng có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng ở mức cao hơn 53 cho đến 56.000 đồng. Khúc Lào Cai và Yên Bái dao động 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu dao động phổ biến 53 cho đến 55.000 đồng. Đối với tỉnh Sơn La, heo đẹp nhiều nơi bán được với mức giá 54 cho đến 55.000 đồng, sấu thì ở mức 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình ghi nhận mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Bắc Cạn trong ngày hôm nay có mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay cũng đồng loạt có xu hướng tăng. Cụ thể theo ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa, phổ biến mức giá 50 cho đến 55.000 đồng. Nghệ An trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh 51 cho đến 55.000 đồng. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận ở huyện Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình, các hộ chăn nuôi báo giá cao hơn, có mức giá từ 53 cho đến 55.000 đồng. Huế phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Đà Nẵng hay khu Quảng Nam có mức giá bình quân từ 53 cho đến 55.000 đồng. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay cũng tăng đến 2.000 đồng trên 1 kg và ở mức 53 cho đến 55.000 đồng. Phú Yên dao động 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa bình quân 53.000 đồng. Khu Ninh Thuận và Bình Thuận có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Bình Định phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên ghi nhận trong ngày hôm nay, Lâm Đồng dao động mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Đắk Lắk trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông ở mức 52 cho đến 54.000 đồng. Khu vực Kon Tum ghi nhận trong ngày hôm nay có mức giá 53.000 đồng. Gia Lai 54.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, ghi nhận khu vực Đồng Nai có mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu ở mức 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá 52 cho đến 55.000 đồng. Bình Dương và Bình Phước trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Tây Ninh bình quân từ 53 cho đến 54.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ, ghi nhận Bến Tre có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Bạc Liêu 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng ở mức 52 cho đến 55.000 đồng. Ghi nhận trong ngày hôm nay ở khu vực Vĩnh Long có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Cần Thơ phổ biến mức giá 52 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Ở tỉnh Kiên Giang có mức giá bình quân từ 53 cho đến 55.000 đồng. Trong khi đó, hai địa phương là Đồng Tháp và tỉnh Cà Mau trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg.
Khô Kiến Sang với mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Long An có mức giá nhỉnh hơn, 52 cho đến 55.000 đồng. Trà Vinh trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.